Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này tin hiểu rộng lớn, nguyện sanh vào cõi nước chư Phật ở phương khác, đều có đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đang giảng nói pháp vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Sau khi người đó được nghe pháp vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa này rồi, có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình trong cõi Phật kia, làm cho họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện khuyến khích hướng dẫn khen ngợi vui mừng, làm cho họ đắc bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, hy hữu thay, tất cả các pháp quá khứ, hiện tại và vị lai, không có pháp nào mà Đức Phật không chứng biết, không có pháp nào mà không hiểu rõ. Đối với những hữu tình có tâm hành khác nhau, Đức Phật đều hoàn toàn chứng biết và hiểu rõ. Đối với ba đời chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn và các cõi Phật Thế Tôn đều chứng biết và hiểu rõ. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào có thể đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng, truyền bá rộng rãi, thì đại Bồ Tát này vào thời tương lai đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, rõng mãnh tinh tấn, thường cầu không ngưng nghỉ. Như vậy người đó đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa luôn luôn được chứng đắc phải không? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Phật đối với tất cả pháp đều hoàn toàn chứng biết và hiểu rõ. Đại Bồ Tát này thường đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa rõng mãnh tinh tấn, vui thích mong cầu không ngưng nghỉ, nên chứng đắc bất kỳ lúc nào, không cả thời gian. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì khi đại Bồ Tát thường đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa với tâm vui thích mong cầu không ngưng nghỉ, thì được chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đối với kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, rõng mãnh tinh tấn, vui thích mong cầu không ngưng nghỉ mà chứng đắc bất kỳ lúc nào, hay đối với những kinh điển khác cũng thường được như vậy? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào thường đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa rõng mãnh tinh tấn, tin tưởng mong cầu, chẳng đoái nghĩ đến thân mạng, có lúc không được các kinh điển khác, điều này không bao giờ có. Vì sao? Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên thị hiện khuyến khích hướng dẫn khen ngợi vui vẻ với các hữu tình, làm cho họ đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa và kinh điển khác thọ trì đọc tụng, tư duy tu học. Do căn lành này mà sanh ở nơi nào, thường được kinh tương ưng pháp không bát nhã ba la mật đa và được thọ trì đọc tụng kinh điển khác nữa.